Đây giới thiệu với toàn thể quý vị. Đây phải nói là một siêu phẩm này. Ủa. Một siêu phẩm ngai vàng đất Việt. Đây giới thiệu với các bạn đấy, như chú Mạnh đã nói đây đúng là một tác phẩm ngai vàng đất Việt. Vừa rồi nghệ nhân Trần Ngọc Nha đấy cùng với anh em là cũng có lại sửa lại một chút, có nghĩa là điều chỉnh một chút về hệ thống tâm đá này. Thêm một chút đá vào. Một trong những cây thành cổ rất rất là đẹp. Tôi phải nói là trên thị trường hiện nay còn rất ít à anh? Vâng, hầu như là không có những cái tác phẩm. Anh em thì bác cũng nói là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi vẻ. Đấy, cây cảnh thì nó cũng như thế đấy. Mỗi một nghệ nhân sẽ có những cái đường hướng đi khác nhau. Nhưng nói chung là họ đều dồn hết tâm huyết vào những tác phẩm và chuyển thổi hồn vào những tác phẩm cây. Và là một trong những nghệ nhân phải nói là rất là say sưa. Nhưng mà chỗ này vẫn đang ấy đúng không? Đang làm dở cái gì? Nhỉ? Chỗ này cũng là xong rồi, không phải làm dở đâu. Thế à? Chỗ này là anh em đang tính là cấy rêu này. Là sẽ thế đá xếp như này ư? Không ạ, cái đá này là hôm nọ là anh em bỏ lên để xếp để trên kia, nhưng mà chắc là còn thừa đây anh em mà chưa bỏ xuống. Chú đứng từ xa quay xa tít ra, quay xa tít được cho anh em. Đây quý vị, ngai vàng đất Việt, ngai vàng đất Tổ. Ồ, đứng chỗ này góc nhìn đẹp quá. Thêm cả hai cây tường vi ở bên cạnh nữa, nhìn rất là đẹp, rất là chuẩn luôn. Phê luôn đấy. Dòng cổ bây giờ nó còn rất là ít. Anh em là đang sưu tầm. Đang sưu tầm. Còn một số anh em thì nói nào thì nói. Vốn cổ nó cũng để lại rất quý. Thôi, nhặt làm gì anh? Tập trung vào đi. Bỏ xuống để cho anh em nhìn được kỹ, còn một số mà anh em mà ký xong rồi muốn để dở. Đấy, lộ toàn bộ thân bệ của mình. Mai anh em sẽ vừa anh em đang vừa có bổ sung tu sửa lại một chút. Chúng cứ đứng xa ra, chúng quay tất cả các góc cạnh giới thiệu này với anh em. Cái này là bao nhiêu tiền này? Quay thật kỹ đi. Quay kỹ hết rồi. Xa ra, cao không quay được. Chỉ quay được ngước lên như này. Một trong những thân bệ phải là rất đẹp. Tôi đo cho anh em cái đường kính đây này. Đường kính của thân bệ là được 1m6 này. À. Còn đo 8 này. Đo 8 là được 2m9 này. Chiều cao từ mặt chậu lên là được 2m8 này. Thì cổ. Phải là một tấm tác phẩm vĩ đại. Giá thì phải nói là hợp lý nhất Việt Nam. Anh em nói gì? Chiều dài của chậu là được 2m59. Tác phẩm này thì giới thiệu với anh em là 380 triệu. Đồ vật vã mới có 380 triệu. Này rơi vào mấy tay đại gia to là phải hàng tỷ, vài tỷ ạ. Nhìn những cái tay cảnh này. Đường nướng đi như này. Ok đi anh. Các cụ làm cách đây nó gần 100 năm rồi. Giờ thì anh em không làm nổi. Xong, vào luôn cây tường vi này đi. Đây tường vi mình có một đôi anh em nhé. Hai đôi. À, có một đôi ra hoa này, có đôi kia đang bắt đầu. Đôi này là đôi, có một đôi kiểu này đâu. Vâng. Phê luôn, hoa đẹp chưa? Đỏ rực rỡ luôn này. Đấy quý vị thấy không? Đẹp, rất đẹp luôn. Ý, đúng tầm đẹp này.
Công nhận lại đẹp đấy. Cao là 3m4 từ mặt chậu lên nhé. Cao 3m4. Tiếp đi, nhớ vị trí là được mà. Vanh là được 210 nhé. Đôi này là vanh 210. Cây này thì giao lưu với anh em là bằng 70 triệu một đôi này. 70 triệu một đôi. 35 triệu một cây. Hai cây này quý vị, đẹp chưa? Đấy. Quá nữa, quá đẹp luôn. Cây hoa này nó ra, thấy anh bảo là được chơi được khoảng 2 tháng. Từ lúc trổ đến lúc kết thúc khoảng 3 tháng. Rất bền hoa, cứ càng tưới càng lâu. Ok, tác phẩm Châu ơi, ta bảo Châu này. Châu thì mình có một đôi Châu với anh em nhé. Châu ra ngoài ruộng, Châu cày với ta. Một đôi Châu. Đôi Châu xanh làm biển. Tán bay cũng 3 mét. Từ mặt chậu đây cũng 2 mét rưỡi. Châu, Châu xanh Nam Điền. Châu xanh Nam Điền anh em nhé. Ok. Đây bên này có một chú này. Trông rất là độc đáo, rất là lạ. Xanh Nam Điền này. Bên này có một cây nữa này. Hai con trâu húc nhau. Ba tiền một cây như này. Một đôi trâu này tính anh em là 45 triệu. Thế là 22 triệu một cây. Đôi xanh Nam Điền này. Từ mặt chậu lên cũng là 22 này. Tán bay cũng 2m6 này. 45 triệu một đôi anh em nhé. Tiếp. Vâng. Còn một đôi tường vi này nữa nhé. Một đôi này cũng giao lưu với anh em là bằng 40 triệu một đôi. Đôi này 40 triệu bởi vì đôi này là nó nhỏ hơn. Đôi nhỏ hơn đôi kia 40 triệu một đôi. Đôi này tuổi đời nó non hơn một chút. Nên là đôi này có 40 triệu thôi. Đôi kia này nó to hơn. Đấy. Đôi kia thì là 35 triệu một cây. Đôi này thì 20 triệu một cây. 40 triệu đôi này. Cũng đang chuẩn bị ra rất nhiều hoa này. Chỉ cần mấy ngày hôm nữa là rực rỡ luôn. Đấy, anh em kết thì thích thì liên hệ Trần Hiệp 0399903128. Ở giữa này có tác phẩm Tùng La Hán này. Tùng La Hán này. Đây là một cái Tùng La Hán, cây này là hình như không, cây rất đẹp này, cây không vê bổ một tí nào anh em nhé. Cây nguyên bản này. Cây zin luôn này. Cây Tùng La Hán. Tùng ta đấy. Tôi sẽ đo hoành cho anh em này. Hoành đo chỗ này được 50cm này. Hoành đo 50. Chiều cao là được 1m1 này. Tàn bay là được 1m4 này. Tùng này giao lưu với anh em là bằng 20 triệu này. Bệnh ngon này. 20 triệu. Quá ngon. Đấy, anh em kết thì liên hệ với cả anh Hiệp 0399903128. Bao tiền cái anh? 20 triệu. 20 triệu cây tùng này.
tiếp cây tùng nữa đi. Đây. Cây tùng này hoành được 30. Cái này chắc chỉ 15 triệu nhỉ. Cái này 18 triệu. Cái này cao nào là 95. Tàn bay 1m1. Cái này 18 triệu nhé. Ok anh, 18 triệu. Cái ổi. Ổi bonsai. Cái ổi Thắng Huyền này. Làm vật. Cái ổi đường đi có lắc đẹp không? Ổi bay đẹp hết đấy. Rồi tàn bay nhé. Tàn bay là 1m3 này. Tôi đo cái đường kính, cái chỗ gốc đường kính này được 10, với là hoành 30 nhé. Hoành chỗ này là 30. Cây này là giao lưu với anh em nào 15 triệu. Ok. 15 triệu. Cây sam hương này. Sam hương. Sam hương đẹp ạ. Cây này cũng là một trong những cây rất đo cho cổ thân này nhé. Vâng. Đo cho cổ thân này là hoành được 48 này. Đo cho nhỏ. Chiều cao là 2m6. Tán là 3m2. À đâu, 2m3. Có cảnh rơi đẹp quá này chú. Cây này giao lưu với anh em là 65 triệu. 65 triệu. 65 triệu. Quay cả mặt trước mặt sau đi chú. Kinh nhỉ, vậy bộ củ của nó ác không? Quá gấu luôn. Anh em ưng kết thì liên hệ với cả anh Hiệp 0399903128, cứ làm giá thoải mái. Sam hương. Rồi, mình sang bên này quay cho quý vị và các bạn. Cái gì anh, hoa giấy à? Đây, cái hoa giấy à. Hoa giấy kỳ quế đấy. Rất là quái. Này hoành được 20 năm. Tán được 1 mét. Chiều cao từ mặt chậu lên là được 1m1. Này giao lưu với anh em là 7 triệu. 7 triệu, ok. Tường vi phôi củ rất to. Cắt hàng gì vậy? Hả? Này là hoành 55. Chậu này chậu rưỡi. Chiều cao 40. 8-50. Này giao lưu với anh em là 5 triệu. Vâng. Tường vi tiếp. Quá đẹp. Đẹp bình thường. Anh em nhìn này. Chiều cao là 90. Hoành gốc đẹp này. Nhìn cái gốc này. Này đang lưu với anh em là 7 triệu. Ok. 7 triệu nhé. Vâng. Này có cây khế. Cái chua anh em nhé. Vâng. Hoành là được 70 và 68 này.
cao là 1m8 này, tàn là 1m7 này. Cái này giao lưu với anh em là 35 triệu bao ship anh em nhé, trên thế chua nhé. Vâng, cây xanh, nam điền. Đây một cây nam điền, cái nòng khóa nhé. Một cây xanh nam điền. Cái này hoành là 170. Hoành 170. Cao là 1m8. Tàn phóng là được 2m8. Chú quay thật kỹ cái chi tiết cây này vào đây. Giới thiệu với anh em là cây này là 115 triệu. Ok. Cổng. Cổng tam quan. Tác phẩm cổng làng rất đẹp, xanh nam điền xịn. Chiều rộng 2m6. Rộng 2m6. Đầu với điểm cuối. Cao từ điểm mặt đất lên cũng là 2m3. Do cái điểm rộng bên trong này. Cái này giao lưu với anh em là 35 triệu, mét rộng mét mút. 35 triệu. Ừ. 35 triệu. Ok, cây tùng La Hán. Cây tùng La Hán, cây này cũng đẹp, cây này cũng có vê bổ một tí đây anh em này, cái cổ này nhưng mà niền nạt hết rồi. Đây, điểm này nhỏ nhỏ này, anh em có phần dưới này là cắt giật nguyên bản nhé. Hoành là 35, chiều cao là 9,85, tàn rộng là 1m3, này giao lưu với anh em là 20 triệu. Ok, 20 triệu.